Chào mừng các quý vị đạo hữu đã quay trở lại với The Vinzy Dev Channel, cái series học lập trình gRPC. Thì mấy hôm nay trời mưa, Sài Gòn nó mưa lại rồi mấy ông. Trời mưa, tối tối thì mưa, cái nằm bật phim lên, coi sướng. Nhiều khi không muốn mở máy lên luôn. Nhưng mà giờ phải nghĩ tới quý vị đạo hữu đang chờ mình chia sẻ, tắt phim ra đây tiếp tục quay video. Thì ở cái video trước á, mình đã giới thiệu cho quý vị đạo hữu cách để mà mình dựng lên cái code server client. Thì bây giờ vào trong cái bài hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho quý đạo hữu cái cách khai báo một cái API mà gọi là căn bản nhất, mà gần như là được sử dụng nhiều nhất luôn, rồi rất là quen thuộc với mọi người luôn. Cái này là API này á, thì nó tên là Unary API, trong gRPC nó kêu là Unary API. Thì nó cũng giống như một cái REST API, nói chung là một cái HTTP request bình thường, giống như bao các HTTP request khác thôi. Thì nó cũng chỉ là gọi một cái request lên và nhận được về một cái response thôi, giống gì hết, nhưng nó rất là đơn giản đó. Cái này nó không có gì mới hết đó. Thì bây giờ làm sao để mà mình khai báo một cái API ở trong cái service này? Lần trước thì mình chỉ mới là viết cái service trống rỗng chưa có gì hết, thì bây giờ mình sẽ dựng lên một cái API ha. Thì để mà khai báo một cái API thì mình sẽ dùng cái từ khóa là một cái từ khóa là rpc ở phía trước. Thì cái service này của mình bây giờ, cái API này mình sẽ làm một cái API gọi là cộng cộng hai số với nhau, thì nó sẽ trả về một cái kết quả. Thì trước khi mà mình bắt đầu vô mình khai báo á, thì mình sẽ khai báo trước một cái message là sum request và một cái message là sum response. Đấy. Nghĩa là trong cái sum request này thì mình cần một cái con số in. Giờ mình cho cộng hai số in 32 với nhau đi ha. 32 là 51 và in 32. 52. Và nó phải có một cái bắt đầu, một cái con số ở đây bằng cái con số ở đây. Thì cái số này có nghĩa là gì? Thì ở trong gRPC, ở trong ở này không phải cho gRPC mà gọi là trong cái cú pháp của Rootbook á, khi mà bạn khai báo một cái message này á, mới nghĩa là bạn định nghĩa một cái cấu trúc data, thì bạn phải định nghĩa luôn cả cái thứ tự của nó. Ví dụ như ở đây bạn khai báo một cái in 32, tên là năm một này, thì cái thứ tự nó là số 1, cái năm hai thì cái số số tự nó là số 2, thì cái vị trí của nó lúc đó, cái vị trí của nó lúc mà nó bạc ra bari á, thì nó sẽ dựa theo cái vị trí đó mà để mà nó bạc. Ví dụ như anh này là nằm từ từ đâu tới đâu, ông này sẽ nằm từ đâu tới đâu trong cái dãy binary. Thì nó được cái là nhờ như vậy á, khi mà các bạn ví dụ như các bạn thêm một cái field mới vô thì nó sẽ là XYZ gì đó, thì nó nằm ở vị trí số 3 chẳng hạn vậy. Hoặc là nó có một cái từ khóa trong Rootbook, nó có một cái từ khóa để khi mà những cái field này mà bạn không dùng nữa thì bạn sẽ gọi là reset nó lại đó. Thì giống như là mình bảo tồn nó lại thì để mình sử dụng những cái field khác, nó làm cho là những cái thằng client cũ nó đang gọi lên đó, nó vẫn chạy được, nó không bị ảnh hưởng ha. Đó thì cái này là đánh số thứ tự cho cái data của mình. Thì hai cái số này cộng lại thì mình sẽ trả cho trong cái in 32 là result ha, bằng một luôn đó. Thì đây là cái cấu trúc của
cái request gửi lên và cái response trả về. Đó, thì bây giờ mình sẽ khai báo một cái API của mình là sum. Sum này thì đầu vào của nó sẽ là một cái sum request và nó trả về một cái sum response. Đấy, thì bây giờ mình đã định nghĩa được cái API như thế này rồi, giờ mình thử gen ra, gen cái file, mình dùng cái lệnh max gen mà mình đã làm sẵn ha, mình gọi cái lệnh max gen. Thì đấy, bây giờ nó chạy thành công rồi nè, nó không báo lỗi gì hết, nó nghĩa là chắc là nó thành công rồi đó. Thì vô kiểm tra xem. À, đây bắt đầu code bắt đầu nó nhiều ra nè, các bạn. Sum request num 1 và num 2 nè, đấy. Thấy chưa? Ừ, vậy là đó, nó đã gen ra rồi đó. Và sum reborn nè, cái result của mình nè. Đó, các bạn thấy không, nó gen ra sẵn hết cho mình mọi thứ, những cái hàm get set rồi data như thế này thế nọ là nó chuẩn bị sẵn hết cho mình rồi. Ừ. Thì bây giờ ở trong này các bạn sẽ để ý cho mình là cái calculator service client nè. Đó, bây giờ bắt đầu trong cái service client này nó có hàm rồi nè, trong cái interface này nè, nó bắt đầu nó ra có những cái hàm để cho mình có thể gọi được rồi nè. Đó, và ngoài ra nó còn có calculator service server, đó, nó cũng đã có hàm rồi. Đó, cái interface này nó đã có bắt đầu có thứ để cho mình làm. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục mình code cái interface này trên cái server của mình. Thì việc đầu tiên á, mà mình để mà mình làm á, là mình sẽ đi implement những cái interface đó vào trong cái struct server của mình. Thì cách làm thì cũng rất là đơn giản thôi. Mình sẽ vào cái calculator service server này nè. Nó có những cái function nào thì mình sẽ implement những cái function đó cho anh server của mình. Cái này là kiến thức cơ bản của gọi là interface. Nếu mà mọi người còn chưa rõ về interface thì mọi người cứ lục lại trong cái list video Go lăng căn bản á, thì sẽ có một cái bài mình đã nói về interface rồi. Thì ở đây mình sẽ không không nói lại nữa mà mình sẽ đi nhanh luôn ha. Thì đây nó sẽ báo là lỗi, thì mình sẽ sử dụng cái bucket là calculator bb chấm calculator rồi chấm rõ. Thì bây giờ mình sẽ nhận vào một cái request và mình sẽ trả về một cái response. Ừ. Thì mình phải có đặt tên này là request. Đó. Misname, unname function parameter. À, còn đây nữa, đây là phải cái context. Rồi. Rồi đó. Bây giờ là mình sẽ bắt đầu mình làm, thì cái nó dễ thôi, mình cần trả về cái này đúng không, trả về cái này một cái con trỏ, trả về một cái con trỏ thì nhiên mắc ho mấy không, nghe cái mùa dịch bệnh corona này mà nghe ho ho nghe sợ. Rồi mình sẽ trả về một cái sum response thì cái result của nó sẽ bằng là request num 1 cộng cho num 2 ha. Thì đó các bạn, khi mà bạn chấm ra bạn sẽ thấy là nó có sẵn cái hàm get, bạn sẽ sử dụng hàm tốt nhất thì mình có thể sử dụng hàm get luôn đó. Bạn sử dụng hàm get luôn cũng được ha. Rồi rồi mình return về. Return cái response và error, đây không có error thì mình return về nin ha. Vậy là mình đã implement xong
cái function sum của mình, thì để mình biết chắc là nó đã gọi vô đây thì giờ mình in ra khi mà mình vô đây thì sum con, nghĩa là cái hàm sum này nó được gọi rồi. Rồi nghĩa là khi mà gọi vô đây thì mình sẽ log ra là cái hàm này nó được gọi nè, và nó sẽ trả về cái report này. Giờ mình sẽ chạy thử cái server mình lên coi là cái server mình nó đã chạy được chưa đã. Thì max run server, rồi server mình nó chạy đúng rồi nè, chạy nó ổn, ok, không có lỗi gì hết. Bây giờ mình tiếp tục, mình sẽ implement cái client của mình để mà mình gọi lên server để coi nó có chạy đúng như những gì mình nghĩ hay không, đúng không? Thì mình đây mình làm cái hàm đi là consume đi ha. Rồi rồi thì trong cái hàm này mình sẽ đưa cái client vào, đúng không? Nghĩa là calculator service client, Calculator Service Client. Rồi, Client. Thì lúc này mình Client này nó sẽ có cái hàm sum. Đó. Nó cần cái context và cái request và cái gọi là cái option. Khi con thì cái option hiện giờ mình cứ bỏ qua đi. Context thì nó cũng đơn giản, các bạn gọi hàm context chấm background. Ha. Là xong. Thì một cái sum request thì mình nhanh làm nhanh luôn ở đây ha. À, mình không cần phải rồi sum request thì num num 1 đây là 5, num 2 ở đây là 6. Rồi 5 cộng 6, rồi nó sẽ trả cho mình một cái response nha, vào cái euro. Thì bây giờ mình respond và euro đây, xử lý euro thôi. Nếu euro nó khác nên chưa thì mình lock phantom là consume API euro và đưa cái euro đó vào chưa. Còn không thì mình sẽ in cái result đó ra và coi cái kết quả của nó là gì, đúng không? Thì đầu tiên là đây, trước khi đây là mình lock ra đây, lên ra đây là mình đang gọi cái function nào đây ha. Đó. Calling sum API được chưa? Và bây giờ là lock ra là sum API response về cái response này và get result. Rồi, nó nghĩa là mình lock ra cái kết quả của cái API sum ha. Ở đây mình nè. Rồi thì trong cái hàm main này, bây giờ mình không cần phải lock cái service client này ra nữa mà mình gọi cái hàm là consume và truyền cái client vào. Ok, thì bấm lưu lại, không thấy nó báo lỗi gì hết. Rồi bây giờ mình có thể chạy test ở server mình để bên này ha, rồi client mình chạy bên này. Thì bây giờ mình cũng xài cái lệnh max thôi, run client đó. Tuyệt vời đấy, bạn thấy nè. Lúc này nè, bạn nhìn để ý bên thằng server đi, nó gọi nó log ra được là hàm sum nó được gọi nè, và ở bên client của mình thì nó báo là tôi gọi cái hàm sum API và sum API nó trả về cho tôi kết quả là 11. Đó, nghe có vẻ rất là hợp lý đúng không bạn? Rồi bây giờ tôi sửa lại này thành 7.
và tôi lại tiếp tục tôi chạy lại thử một lần nữa. Rồi đấy, cái hầm sâm nó được gọi lần nữa nè, và lần này nó kết quả nó trả về là 13, đúng chưa? Đó, vậy thì đó là cách để mà mình khai báo một cái API, gọi là unary API, định nghĩa một cái message request, một cái message reborn. Và cái tốt nhất là mình nên, ví dụ như cái API đó tên là gì đó, thì mình có một cái message request riêng cho nó và một cái message reborn riêng luôn, để mình có thể gọi là lúc mà mình lập trình á thì mọi thứ nó sẽ rõ ràng, nó dễ hiểu, mặc dù là có thể code nó gen ra hơi nhiều, nhưng mà như vậy á thì mọi thứ nó sẽ dễ hiểu hơn, rõ ràng hơn, lập trình nó không có bị nhập nhằng, rồi người khác đọc vào cái code mình người ta sẽ hiểu được. Đó thì đó, đây là cái cách mà mình đã giới thiệu cho mọi người cách để mà khai báo một cái unary API trong GRPC nó như thế nào, cũng như là cách implement server và client. Thì thằng unary API này chính là cái thằng mà gọi là cơ bản nhất trong tất cả mọi con server, nghĩa là một cái request lên, một cái request về. Thì gần như là service nào nó cũng cần những cái API như vậy hết. Tất cả những cái service bên ngoài hầu hết là nó đều chạy API đó. Đó là API gọi là căn bản nhất của tất cả những API rồi. Thì implement nó cũng rất là đơn giản luôn các bạn. Thấy không? Các bạn làm GRPC các bạn thấy nó nhanh không? Nó cực kỳ nhanh luôn. Các bạn cứ define request reborn rồi define service gen ra trong cái server, các bạn chỉ cần ok implement đúng cái function, đúng cái phần xử lý của body của cái hàm đó thôi là chạy cái bục xong API. Đơn giản cực kỳ, không có gì phức tạp hết ha. Đó, thì đây là video hôm nay mình chỉ giới thiệu các bạn tới đây thôi. Rồi hẹn gặp lại các bạn ở video khác. Bây giờ tắt máy đi coi phim tiếp này, đang cày mấy phim trên Netflix hay quá mấy ông à. Thiệt luôn á, ghiền luôn á. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở video kế tiếp. Mình sẽ hướng dẫn tiếp những cái kiểu API nó mới hơn, nó khác lạ hơn so với cái API này. Còn video này tới đây thôi. Xin chào, hẹn gặp lại.